rất tiết kiệm. Từng khoảnh đất một. Đắp những cái ruộng mà vâng, nhiều người xem mà cảm giác như có lẽ rằng chỉ có chim sẻ mới đắp được những cái ruộng như thế. Rất tỉnh táo đến từ cái bụng chim sẻ. Dùng tê câu voi. Vẫn câu về, tải thật. Vâng, con tê. Để con tê bắn chết thì con voi sẽ vẫn khối thịt. Nhưng quá hay đến từ game thủ chia sẻ nắng. Mẫu mực trong bộ bài đang từ đời 2 lên đời 3 rảnh tay. Vâng, thò cả tê ra đi câu voi. Còn Gunny thì sao?